dài đi bật lên đi. Dài quá mấy lần em thế tắt tắt đi không bật lên ấy đúng lúc của anh nhảy thế nhỏ. Bắt đầu tiến lệ chúng ta tấn công đồ ngay cạnh lầu ấy ngang ở cầu tử ấy. Con Tuấn Anh, con kia mà gặp cái cảnh như lại mà nó cũng cuốn cuốn lên chạy rồi. Ừ. Con này nó thích lắm đấy. Thằng kia thế mà bảo nó không quấn mồi đâu, thế này thì là gì? Dính à? Lúc ấy mà mình lổ nó bay đây nó lổ sớm tí chẳng mà anh em đứng lại đây xem em bẫy không xem mồi đéo ra thấy mồi mình hót còn đéo dám hót anh chui vào đấy mình lại tưởng là ăn rồi chứ thấy lụp sụp ra phủ chắc là vừa mới vào thôi vì xe dựng giữa đường kiểu vào treo hót lên không thấy không có tiếng gì ấy. Đi con ra luôn nó hót lên phát nó ta luôn mồi thì yếu mồi mình hót còn không dám hót lại. Lúc nó đặt đây hôm con của anh chi hót lên không hót lại. Nếu mà mùi nó hót lên nó đã gọi được con này ra rồi. Ừ. Chứ còn làm gì đúng được gì. Các bố cũng kinh đấy, cũng dò được đến tận bãi ngoài của mình. Chắc nó quanh quanh đây nó mới cầm cái xào rồi, con bố đi. Mào xòe này tét hết đuôi mà chưa thấy nhặt. Cái lồng này hôm trước sập được một con. Cả người ở ngoài hết sập được mỗi cái đầu ở trong thế mà không ra được. Thế có chết không anh? Không chết. Nó cái lồng này nó thiết kế tốt lắm, nó có hai cái lớp. Hai cái một khi đã ở giữa lên trên cầu ấy là không tụt xuống rễ mép được. Mà ở đã ở mép thì nó không rơi ra ngoài, nó làm cái viền. Ấy. Cái viền không cái lồng này. Đấy. Ngó. Định nhảy. Đôi nữa. Đôi này đôi vớ vẩn. May ra đánh được con này ở đây thì đôi kia mới là về đây rồi. Cũng giống kiểu cái con của Tuấn Anh hôm ở cây này nhỉ. Không lấy mình treo ngay ngoài này xe cộ đi lại nhiều. Nó không đứng sát này, đứng cách tí. Đi quay mỏng tay lắm rồi. Máu đá, kiểu gì cũng đá mặt trong. Anh cắt đi rồi. Thank you.
Hay chim giàn cụ nào sổng đấy. Đấy. Rơi đất chết rồi. Chết rồi á? Ờ chết rồi, chết dưới đất rơi rồi. Trúng đầu à, chết luôn. Chưa thấy con lên luôn. Trúng đầu luôn. Chấn thương. Chấn thương sọ não. Ai ra thôi xong rồi. Mất chim rồi. Thấy con đéo gì? Chắc chắn nhá. Quả này mới một clip được. Kia rồi, lên rồi. Hỏa hôn rồi. Chưa lên nữa. Đấy, đang lên cái cây, đang lên dần rồi. Lên gần ngọn rồi đấy. Con chi vào. Quả này dẫn đấy nó sắn nước bọt. Đá cũng đâm đầu vào lồng thoáng cũng như rơi đất luôn đấy. Con này khả năng chim giản ra á. Tuấn Anh ạ. Chứ còn cái loại mộc thường thì chắc là lốt nhạc lâu rồi. Mộc thì nhanh lắm. Ra. Chim này chắc phải là đi ra rồi. Chứ còn có loại chim nuôi ra thì nó ngớ mà bám như này lốt nhạc. Con này ra dòng rất đều nhá. Con mộc này. Ra dòng rất đều. Dưới kia có một con nữa.